Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Tin bóng đá. Dưới đây xin mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi đi vào dự đoán kết quả bóng đá trận đấu giữa Newcastle United và Manchester United trong khuôn khổ vòng 29 giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2022-2023. Trận đấu này diễn ra vào lúc 22:30 ngày 2 tháng 4 năm 2023. Newcastle United đã trở lại cuộc đua giành tấm vé dự UEFA Champions League khi giành hai chiến thắng liên tiếp tại vòng đấu vừa qua trước Wolverhampton và Nottingham Forest. Đó đều là những trận thắng nhọc nhằn với tỷ số 2-1. Với hai chiến thắng này thì Chichwe hiện đang có 47 điểm sau 26 vòng đấu, kém vị trí thứ tư của Tottenham Hotspur 2 điểm nhưng đá ít hơn Spur 2 trận. Nên nhớ là trước đó phong độ của Newcastle là cực kỳ nghèo nàn, cụ thể là họ không thắng ở 5 vòng đấu liên tiếp tại Premier League và từng thua 0-2 trước chính Manchester United tại chung kết League Cup. Trong khi đó, trận đấu gần nhất của Manchester United chính là thắng lợi tưng bừng 3-1 trước Fulham ở tứ kết FA Cup. Công bằng mà nói thì đây là thắng lợi không thật sự thuyết phục khi họ từng bị đối thủ dẫn trước. Sau đó Fulham phải nhận tới 3 tấm thẻ đỏ. Hai trong số đó là của William và Mitrovic. Tấm thẻ đỏ còn lại là của huấn luyện viên Marco Silva. Nhìn chung thì phong độ lúc này của Quỷ Đỏ thành Manchester là khá tốt. Khi 16 trận gần đây trên mọi mặt trận họ thắng 12, hòa 3 và chỉ để thua 1. Trong đó từng bất bại trước Barcelona ở vòng 1/16 Europa League. Cụ thể là hòa trên sân Newcastle và thắng trên sân Old Trafford. Theo các nhà cái châu Á, hiện tại Manchester United đang là đội chiếm ưu thế nhất cho cuộc đua ở top 4 và đang hơn Newcastle United 3 điểm. Xét về tính hiệu quả thì Quỷ Đỏ cũng được đánh giá cao hơn khi họ đã thắng 8, hòa 2 và chỉ thua 1 trong 11 trận đấu gần nhất trên mọi mặt trận. Qua đó thắng kèo ở 9 trên 11 trận này. Trong khi đó Newcastle từng thắng 5 trên 11 trận gần nhất. Qua đó thua kèo tới 8 trên 11 trận này. Vì vậy, niềm tin dành cho đoàn quân huấn luyện viên Erik ten Hag trong trận đấu này là hoàn toàn có cơ sở, dù cho họ phải làm khách trên sân của Newcastle ở trận đấu này. Về tỷ lệ bàn thắng trong trận đấu giữa Newcastle và Manchester United, theo các chuyên gia, dù vẫn đang là đội bị thủng lưới ít nhất tại Premier League thời điểm hiện tại khi mới phải vào lưới nhận bóng 19 lần sau 26 lượt trận, nhưng mặt trận phòng ngự của Newcastle trong thời gian gần đây đã không còn duy trì được tính hiệu quả. Cụ thể là 8 trận đấu gần nhất thì Chichwe đều không một lần giữ sạch lưới, trong đó có 3 trận thua với tỷ số 0-2 trước hai đội bóng thành Manchester và trận còn lại là trước Liverpool. Trong khi đó, 14 trên 17 trận gần đây Quỷ Đỏ đều ghi từ 2 bàn trở lên. Vì vậy, nhiều khả năng trận đấu giữa Newcastle và Manchester United sẽ kết thúc với nhiều bàn thắng được ghi và lựa chọn cửa tài cho trận đấu này là khả quan. Nhận xét về kèo bóng đá giữa Chichwe và Quỷ Đỏ thì các nhà cái châu Âu cho rằng Manchester United đang được vượt trội hoàn toàn về thành tích đối đầu. Cụ thể là họ đã bất bại trước Newcastle trong cả 7 lần chạm trán gần đây, trong đó giành đến 5 chiến thắng và 2 trận hòa, gần nhất là thắng lợi thuyết phục 2-0 trong trận chung kết Carabao Cup hồi cuối tháng 2. Xét về phong độ thì Quỷ Đỏ cũng đang vượt trội khi thắng 7, hòa 2 và thua 1 trong 10 trận gần nhất. Trong khi đó, Newcastle chỉ thắng 4, hòa 3 và thua 3 trong 10 trận gần nhất. Vì vậy, rất khó để đội chủ nhà có thể có được kết quả tốt ở trận đấu này. Tựu chung lại thì ở vòng loại Euro vừa qua, các cầu thủ Manchester United hầu hết đều thi đấu rất ấn tượng đội tuyển, điển hình là McCoy và Sabitzer. Điều đó đang giúp Quỷ Đỏ tự tin bước vào chặng đường nước rút sắp tới cũng như hướng đến mục tiêu mà họ đặt ra. Ngoài ra thì đội chủ sân Old Trafford cũng đang rất tự tin ở chuyến làm khách này, khi đây là đối thủ từng bị họ đánh bại với tỷ số 2-0 ở Carabao Cup cách đây không lâu. Vì vậy, thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag được dự báo sẽ một lần nữa vượt qua đối thủ, tuy nhiên đây sẽ là một chiến thắng nhọc nhằn đối với nửa đỏ thành Manchester. Được biết, trận đấu giữa Newcastle United và Manchester United trong khuôn khổ vòng 29 giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2022-2023 sẽ diễn ra vào lúc 22:30 ngày 2 tháng 4 năm 2023. Theo bạn, giữa Newcastle và Manchester United, đội bóng nào sẽ có chiến thắng? Hãy chia sẻ ý kiến, nhận định, bình luận của bạn dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ Tin bóng đá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.